dưa muối, cà muối. Đây là hai món ăn không thể thiếu trong mâm cơm hàng ngày của gia đình ông Thuận, bà Đường. Nếu rảnh, ông bà sẽ tự muối ăn dần, còn nếu bận rộn hơn thì chỉ cần 5 đến 10.000 đồng, ông bà đã có hai bát dưa muối, cà muối như thế này. Cũng lo lắng, ăn nhiều có thể có hại cho sức khỏe, nhưng vì thói quen mà món ăn này lại ngon miệng nên chẳng bữa nào thiếu được. Tôi thì nói chung là dưa cà thì hầu như là không thể thiếu được. Đấy, ăn thành thói quen rồi. Trước đây là ăn nhiều thì cũng không tốt, nhưng mà bữa nào cũng có ăn khoảng 3 quả. Đấy, cũng là ngày nào cũng mua. Tự mua về làm lấy, đủ độ chín, độ chua thì đã ăn rất là ngon. Cứ 2-3 ngày tôi lại làm một lần, chỉ làm được 10-15 quả mới cây dưa thôi. Ăn hết lại làm vì gia đình làm lấy mà. Mới có hai vợ chồng già là ăn nó cũng rất đơn giản, nhưng mà kiểu như thành thói quen rồi. Thường xuyên là ăn dưa cà muối, không có dưa cà thì không cảm thấy nó thiếu cái gì, nên là quen rồi. Nhà cứ hai ông bà thì cứ mua một cân, xong là cứ muối dần ăn dần, cà cũng thế, dưa cũng thế, không ăn thì nó cảm thấy nó khó ăn, thiếu, thế là nó thành thói quen rồi đấy. Được biết dưa muối là món ăn có nguyên liệu chính là một hay nhiều loại thực vật gồm rau, củ, quả được trộn với muối hoặc một số gia vị khác để lên men vi sinh tạo chua. Trong quá trình lên men, dưa, cà muối sản sinh ra nhiều vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa thực phẩm trong dạ dày và đường ruột diễn ra tốt hơn. Với vị chua dịu, dễ ăn cùng màu vàng ngon mắt, dưa, cà muối giúp kích thích vị giác ngon miệng và chống ngấy khi ăn kèm với các món ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột. Thực ra dưa cà muối thì đây là một cái gọi là món ăn truyền thống của người Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực châu Á. Thì trước hết chúng ta thấy rằng dưa cà muối thì chúng ta dùng muối để chúng ta nên men dưa cà hoặc là các loại củ quả. Thì đây chính thứ nhất, đấy là hình thức chúng ta bảo quản thực phẩm, bởi trong cái môi trường muối mặn như vậy thì thực phẩm nó lại không bị hư hỏng. Và bên cạnh đấy thì quá trình nên men sẽ xảy ra ở đây là các cái probiotic, hay chính là các cái vi khuẩn có ích sẽ hoạt động, nó làm cho dưa được lên men thì nó sẽ phân hủy ví dụ như chất xơ, chất xơ sẽ chuyển sang dễ hấp thu hơn, hay là nó sinh ra các cái lợi khuẩn nhiều hơn, thì khi chúng ta ăn nó làm cho ví dụ nó tạo cho dưa thơm ngon này, chúng ta ăn nó dễ tiêu hơn và lại cung cấp một cái nguồn lợi khuẩn, vi khuẩn có ích cho cơ thể, như vậy rất là tốt. Rồi trong dưa thì chúng ta thấy rằng nó cũng sẽ có các cái vitamin, khoáng chất, rồi một số chất chống oxy hóa có trong rau củ thì nó cũng sẽ có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu ăn ở mức độ vừa phải, ăn dưa, cà muối đã lên men đủ ngày, thì món ăn này còn có những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Thực ra thì chúng ta ở chỗ này chúng ta phải hiểu bản chất. Thứ nhất là cái dưa cà hay là rau củ mà chúng ta muối nó chưa lên men, hay là vẫn còn chưa chín chúng ta đã ăn ấy, hoặc là chúng ta lại ăn phải những cái dưa mà lên men không tốt, nó gọi là như là dưa khú chẳng hạn, thì nó vô hình chung là chúng ta ăn một cái lượng là gọi là rất nhiều nitrat ở trong các cái rau củ, nó đưa vào mà ăn nhiều thì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Người ta nghĩ rằng người ta cho rằng đấy là một trong những nguyên nhân có thể góp phần gia tăng ung thư đường miệng, đường thực quản hay là dạ dày. Đấy là do rất là nhiều nitrit. Và ngay cả dưa mà chín kỹ quá thì chúng ta biết nó mất hết các chất dinh dưỡng rồi, các vitamin, khoáng chất nó cũng giảm đi rất là nhiều, thì nó cũng không còn tốt cho sức khỏe nữa. Rồi
dưa nó còn có cái khía cạnh ở đây thì chúng tôi cũng khuyên là tuy rằng nó cũng có những lợi điểm như vậy, nhưng mà ví dụ như là nó lại có mang lại thêm cái thức ăn là rất là nhiều muối. Ví dụ chúng ta làm 100 gram dưa thì chúng ta phải tiêu tốn khoảng 5 đến 10 gram muối ở trong đấy. Thế thì những người mà ví dụ như tăng huyết áp, chúng ta lại đang phải ăn kiêng muối mà chúng ta lại ăn cái dưa cà này vào thì nó lại rất là mặn, rất là nhiều muối. Thì những người bị tăng huyết áp thì phải bữa ăn là phải vắng bóng các cái món mà dưa cà nằm muối ạ. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người dân đang có sở thích hoặc thói quen ăn dưa cả muối sồi hoặc muối quá chua để quá lâu, khiến món ăn này không những mất đi tác dụng vốn có của nó mà còn gây ra những ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe của người dùng. Dưa cà muối mà nên men tốt, thơm ngon ấy, chúng ta một là mình tự làm hoặc là mua ở những cái nơi mà họ làm tốt ấy, nó rất là thơm ngon. Thì tôi thấy rằng mỗi bữa ăn chúng ta ăn một chút, ví dụ chỉ khoảng 20 hay dưới 30 gram thì nó vẫn là có lợi cho sức khỏe. Đấy là thực ra nó cung cấp các cái lợi khuẩn từ nguồn tự nhiên rất là tốt. Ví dụ chúng ta nhìn bức tranh, ví dụ tôi sang Nhật thì hầu như bữa ăn nào họ cũng có một chút ví dụ dưa chuột muối hoặc là dưa cải muối, thì chính nó cũng là mang lợi khuẩn. Hay nhất là điển hình là Hàn Quốc, chúng ta thấy họ có món kim chi thì chúng ta thấy cũng đấy là dưa cải lên men và lại kết hợp với ớt nữa thì nó tăng gia vị làm ngon miệng và cũng có các cái vi khuẩn có ích đưa vào đường ruột, như vậy là ăn được tốt. Lo ngại hơn là không chỉ gây ra thừa muối mà việc ăn quá nhiều thức ăn lên men nói chung và dưa cà muối nói riêng còn có thể gây ra ung thư cho người sử dụng. Bởi trong các loại rau xanh nói chung đều chứa muối nitrat, trong khi muối dưa, nitrat bị vi khuẩn trong môi trường tác động tạo phản ứng oxy hóa chuyển thành nitrit. Lúc bạn ăn dưa, hàm lượng axit trong dạ dày sẽ tạo điều kiện để nitrit tác động đến axit amin trong món ăn như thịt, cá, tôm, tạo thành hợp chất nitrosamin, một chất có khả năng gây ung thư. Do rất là nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố môi trường, chế độ dinh dưỡng của người Việt Nam, thì do thói quen dùng những thực phẩm ướp muối, như đặc biệt là tận dụng những thức ăn như là dưa muối, cà phú hoặc là đồ ướp muối, và thêm vào đó nữa thì là tỷ lệ nhiễm HP ở người Việt Nam rất là cao, do đó là tỷ lệ mắc cũng khá là cao, và một phần lớn là các bệnh nhân thì khi mà có triệu chứng thì thường là không để ý, không đi khám kịp thời và điều trị thì cũng không đến nơi đến chốn, đặc biệt là những người nhiễm HP. Do đó mà khi mà bệnh đã ở giai đoạn muộn, đã các triệu chứng đã rõ ràng thì người ta mới đến khám. Vâng, bác sĩ cho biết rõ hơn là cái vi khuẩn HP thì nó có ở đâu và vì sao mà người có người không trong cái đoạn dài? Đối với lại vi khuẩn HP thì tỷ lệ nhiễm HP ở dạ dày ở Việt Nam thì khá là cao, và hiện nay thì các nghiên cứu cũng cho thấy là có sự lây lan qua đường ăn uống, thì đặc biệt là đối với những trường hợp mà khi mà ở giai đoạn một gia đình mà có người nhiễm HP thì cái nguy cơ mà lây lan sang những thành viên khác trong gia đình rất là cao, vì do những thói quen sinh hoạt của người Việt Nam là một trong những yếu tố là dễ lây lan HP sang những người trong gia đình. Mà nhất là trong việc làm mắm này, làm các cái muối dưa này của mình, thì khi mình ăn vào, mình trộn thực phẩm đó, nó trộn với chất nhầy trong thực quản, nó tạo thành một cái chất là chất nitrosamin thì nó sẽ gây ung thư. Ung thư cũng có nguyên nhân từ thực phẩm, là còn giống như tôi nói, nhưng mà nó khác, bệnh ung thư là bệnh mãn tính, nó khác với những cái bệnh khác, là ví dụ mình ăn một cái thứ gì độc hại, mình nhiễm bẩn thì mình bị tiêu chảy hay là mình có bị nôn rồi là mình mệt mỏi chẳng hạn, nhiễm độc chẳng hạn. Nhưng mà cái ung thư thì là khác,
nó ăn những cái thứ vào nó chỉ tác động gián tiếp và về lâu về dài nó mới gây sinh ung thư thôi. Ví dụ như là mình uống rượu và hút thuốc lá nạn, về lâu về dài nó sinh ung thư thực quản. Rồi mình ăn uống hay kia những cái chất có mắm muối, mắm tôm gây viêm dạ dày lâu ngày thì nó gây ung thư dạ dày. Cũng theo các chuyên gia, ăn dưa cà muối có thể gây ung thư, nhưng điều này chỉ xảy ra khi bạn ăn không đúng cách. Và việc ăn dưa cà muối không đúng cách có thể gây bệnh ở đây là ăn dưa cà muối sổi, muối và ăn ngay trong thời gian ngắn hoặc để dưa cà muối bị khú, quá mặn hay thời gian để bị lâu khiến dưa cà muối quá chua, thâm đen, đổi màu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để ăn dưa cà muối an toàn, người dân có thể lưu ý một số quy tắc sau. Trước hết, trong khâu chế biến và muối thực phẩm, để an toàn cho người sử dụng, tốt nhất nên lựa chọn các dụng cụ chứa cà, dưa muối bằng vại, sành mà không có nhiều hoa văn. Có thể muối cà bằng nhựa màu trắng, có độ bền và độ dẻo, sản xuất từ nhựa PVC, đảm bảo chất lượng an toàn. Nên lựa chọn dưa cà có nguồn gốc rõ ràng, không được phun thuốc trừ sâu, có thể ngâm dưa cà với nước muối trước khi đem muối. Để đảm bảo an toàn, khi sử dụng thực phẩm, những người có hệ tiêu hóa không tốt, mắc các bệnh như xơ gan cổ trướng, viêm loét dạ dày, không nên ăn nhiều dưa cà muối. Người già, phụ nữ mang thai hay trẻ em cũng hạn chế ăn loại thực phẩm này. Không nên ăn cà muối sổi, dưa muối chưa chín hay ăn cà muối với mắm tôm sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sản sinh ra độc tố nitrosamine, tăng cao nguy cơ ung thư dạ dày. Khi dưa cà muối đã lên váng và được muối trong nhiều ngày, cần bỏ đi, không nên ăn những thực phẩm đã có trong thời gian lâu. Thực ra cả muối thì tôi khuyên là khi sử dụng thì các bạn phải có thể tự làm cũng rất là dễ thôi, nhưng mà bạn phải làm dưa nó đúng cách và nó thơm ngon và nó chín tới thì chúng ta hãy sử dụng, và chúng ta cũng sử dụng vừa phải thôi. Ví dụ mỗi ngày, mỗi bữa các bạn chỉ ăn độ 20-30 gram thì cũng không có hại nhiều cho sức khỏe, nhưng chúng ta ăn nhiều quá thì cũng không tốt cho sức khỏe. Đấy là cái lượng muối rất nhiều, và khi chúng ta ăn muối nhiều nó tạo thành cái thói quen là chúng ta ăn mặn, và ăn mặn thì lại có liên quan đến tăng huyết áp. Và những cái dưa mà chưa chín hay những cái dưa mà chưa bị khú hay chúng ta đã để nó quá lâu rồi thì cũng không nên sử dụng nữa. Và một số đối tượng thì chúng ta cũng phải rất là chú ý khi ăn dưa cà, ví dụ như người tăng huyết áp, người suy thận thì cũng phải hạn chế muối. Hay chị em phụ nữ mang thai mà chúng ta lại đang bị phù thì cũng không nên sử dụng nữa.